chuyên qua đến một cái bạo quân thời đại làm sao bây giờ đương nhiên là nói cho hắn biết kéo xuống đi đế quốc của ngươi đã sớm vong ta cùng bạo quân làm bạn thời gian không đạn cửa sổ ta cùng bạo quân làm bạn thời gian TXT toàn tập đao loa ta cùng bạo quân làm bạn thời gian chương một ngươi muốn đối với nữ nhi của ta làm cái gì bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác chương 2 Chu Nguyên Chương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 3 Dẹp đi đi, ngươi đại minh chết sớm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 4 Bỏ trốn, bỏ trốn cái gì tốt nhất rồi bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 5 Nhà ngươi tổ thượng tám đời bần nông Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 6 Công chúa bỏ trốn nhớ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 6 Công chúa bỏ trốn đi như thế nào? Dương Phong xuống tường thành hỏi giờ phút này trước mặt hắn có hai lựa chọn, hướng nam, nhưng phía trước vẫn là nước sông, hướng đông, nơi đó khoảng cách đông tường thành gần nhất, nhưng một mảng lớn kiến trúc ngăn ở chính giữa. Ngươi hỏi ta. Ta sống 12 năm, xuất cung cũng không có mấy lần. Tiểu công chúa đúng lý hợp tình nói. Không hỏi ngươi chẳng lẽ hỏi ta. Ta tới chỗ các ngươi còn chưa tới ba giờ đâu. Dương Phong cũng đúng lý hợp tình nói chúng ta có thể ở trong thành chơi vài ngày, nghe những cung nữ kia họa giả nói trong thành có rất nhiều thú vị, tả hữu chúng ta đã xuất cung, lại nói chúng ta như thế nào đi Quảng Ninh, chẳng lẽ không phải nên trước tính toán, người có biết Quảng Ninh ở nơi nào không? Tiểu công chúa ở trên lưng hắn vẽ mặt hưng phấn mặt sức tưởng tượng tương lai của nàng. Câm miệng. Dương Phong đối với nàng xem như hoàn toàn hết hy vọng, con hàng này là hoàn toàn không thể trông cậy vào hắn dựa lưng vào tường thành trốn ở trong bóng tối mặt ngựa, nhìn tòa thành thị quy mô hùng vĩ trước mặt này, ngay sau đó làm ra quyết định. Hướng Đông Phía Nam là khu công an Nửa triều đình đều ở phía Nam Hắn kề sát tường thành hướng Đông, tiểu công chúa ở trên lưng hắn bất mãn ngậm miệng Bên ngoài hoàn thành là đất trống, tuy rằng trên tường thành trên đỉnh đầu những chậu thang, đèn lồng, đuốc năng lực chiếu sáng có hạn Nhưng nếu binh lính tuần tra đủ tận chức, hắn chỉ cần rời khỏi khu bóng tối vẫn rất dễ dàng bị phát hiện hiện tại có thể bảo vệ bọn họ chỉ là bóng tối dưới ngọn đèn này tiểu công chúa rõ ràng có chút không kiên nhẫn chọc hắn dương phong quay đầu bất mãn trừng mắt nhìn nàng một cái lúc này mới phát hiện biểu tình của nàng có chút cổ quái hơn nữa ở trong túi sau rõ ràng có chút vặn vẹo dương phong tiếp tục nghi hoặc nhìn nàng uông đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng chó sủa người nào ngay sau đó tiếng gầm lên vang lên dương phong không chút do dự chạy như điên về phía trước gần như đồng thời sau lưng có tiếng chiên gõ vang có kẻ trộm phạm cấm tiếng la cũng vang lên dương phong cổng tiểu công chúa lấy tốc độ nhanh nhất mình có thể đạt tới đảo mắt đã tới bờ sông phía trước ngay tại đồng thời tiếng xé gió vang lên hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước tại mũi tên nhọn xẹt qua trong nháy mắt lăn xuống nước sông xui xẻo tiểu công chúa còn đang há miệng kêu sợ hãi lập tức bị hắn ép vào nước sông, tuy rằng ngay sau đó lật ra, nhưng cũng bị rót đến trận trắng mắt ở nơi đó. Dương Phong không có hứng thú quản cảm thụ của nàng, ở trong nước trút ra hai tay, đẩy ba lô ra sức bơi về phía bờ bên kia, phía sau tường thành càng nhiều binh sĩ từ giác lâu lao ra, mà phát hiện trong đội binh sĩ kia của hắn có hai cây cung thì tiếp tục bắn tên về phía hắn, một mũi tên thậm chí chính giữa mũ giáp của hắn. Cũng may con sông này hẹp hơn nhiều, trong nháy mắt hắn đã tới bờ bên kia đừng bắn tên hoàng thập tứ nữ của các ngươi ở chỗ này hắn hét lên nói xong hắn xách tiểu công chúa ra còn rất tri kỷ mở ra ánh sáng trên đồng hồ đeo tay chiếu lên khuôn mặt công chúa điện hạ còn đang phun nước dừng lại trên tường thành tiếng la hét vang lên ngay sau đó một sĩ quan bước ra ta không nhận ra hoàng thập tứ nữ ngươi cứ chờ ta tìm một người nhận ra hắn nói Ngươi thích như thế nào như thế nào, dù sao người ta lưu lại cho ngươi. Dương Phong mới không mắc mưu của hắn, chung quanh tiếng chiên cảnh báo đang không ngừng vang lên, lại chậm trễ phỏng chừng nên mấy ngàn người vây kín. Hắn trực tiếp đem tiểu công chúa thả trên mặt đất, sau đó mang theo ba lô rời đi, nhưng mà còn đang phun nước tiểu công chúa lại lập tức thanh tỉnh, không chút do dự ông lấy chân của hắn, tự như con gấu túi giống như, theo Dương Phong cất bước bị kéo đi. Ngươi không thể bỏ ta phụ thân biết ta dám chạy ra cung, sẽ đánh chết ta. Cô gào khóc. Dương Phong xấu hổ quay đầu nhìn viên sĩ quan kia. Người sau cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ. Sau đó ở cửa thành phía tây, cửa thành chậm rãi mở ra. Dương Phong không chút do dự sách tiểu công chúa lên, người sau rất hiểu chuyện thò hai chân vào túi sau, hơn nữa còn dùng ánh mắt lấy lòng nhìn hắn. Dương Phong dùng ánh mắt ấy nấy nhìn quan quân một chút, trong tay quan quân cầm cung tiễn, nhưng cuối cùng vẫn không bắn ra. Phỏng chừng hắn lúc này đoán cũng có thể đoán được đây là hoàng thập tứ nữ, cho dù hoàng thập tứ nữ cư nhiên tuổi còn nhỏ đã học người bỏ trốn, nhưng đó cũng là hoàng nữ, vạn nhất ngộ thương đó là muốn xét nhà, ngay tại hắn cùng những binh lính kia yên lặng nhìn chăm chú, Dương Phong lần nữa cổng lên lưng của hắn ba lô. Cổng thành cũng mở ra. Cũng không dám bắn tên, đây chính là hoàng nữ. Dương Phong rất chân thành nói sau đó hắn xoay người chạy về phía đông. Nhưng ngay sau đó rất nhiều ánh đèn trên tường thành phía đông tràn về phía trước hắn, mà bên trong phiến kiến trúc kia cũng có binh lính lao ra. Hắn nhanh chóng quay đầu về phía nam. Kỵ binh trong cửa thành phía tây xông ra. Hắn tại một cái rộng rãi đường phố chạy như điên mà qua, vọt thẳng tới một đạo tường vây dưới, kỵ binh chen chút tới, hắn không chút do dự quan ra lựu đạn, nổ tung để tiền đạo hai con chiến mã đồng thời quỳ xuống phía sau kỵ binh nhanh chóng tránh né, Dương Phong trong tay dây thừng quăng ra, cũng không quan tâm móc ở đâu, túng dây thừng lên đầu tường, một gã kỵ binh vọt tới, trong tay trường mâu đâm thẳng. Ta là hoàng thập tứ nữ. Tiểu công chúa thét lên một tiếng. Kỵ binh hoảng sợ vung giáo, mũi nhọn đâm thẳng vào vách tường gạch xanh. Dương Phong cổng tiểu công chúa lập tức lật đi vào, thu hồi dây thừng đồng thời chạy như điên về phía trước, nơi này không biết là địa phương nào, nhưng tất cả đều là một loạt kiến trúc, hắn ở bên trong không quan tâm chạy như điên, bên trong kiến trúc bên trong không ngừng có người chạy ra, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ. Bất quá rất nhanh một cái quần áo cũng không mặc xong, mang theo bảo kiếm lao ra, rất hiển nhiên muốn chặn lại, Dương Phong chạy như điên trực tiếp đến trước mặt hắn, kiếm trong tay hắn chặt xuống, Dương Phong bắt lấy cổ tay hắn nên diện một quyền. Người nọ kêu thảm thiết ngã xuống sau đó dương phong tiếp tục chạy như điên về phía trước dù sao có cửa liền đi không có cửa liền trèo tường hắn giống như một người chạy ngầu xuyên qua kiến trúc phía sau truy sát binh lính rõ ràng còn đang đuổi theo có thể nghe được bọn họ tiếng la hơn nữa không chỉ là phía sau thậm chí ngay cả bên phải đều vang lên chiến mã hí minh nơi đó hẳn là phiến kiến trúc này cửa lớn vòng vây đang hình thành không ra khỏi thành được dương phong nhìn ánh đèn dày đặc trên tường thành phía nam nói đích xác không ra được phía đông tường thành cũng là dày đặc ánh đèn thậm chí phía tây còn có một đạo tường thành cũng có thể nhìn thấy dày đặc ánh đèn không thể không nói lúc này quân minh tốc độ phản ứng với tới tinh nhuệ trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thành phòng hệ thống cũng đã chuyển vào thời chiến trước mắt thế cục xông vào là khẳng định không được liền hắn một cây súng trường bảy cái băng đạn dù là một viên đạn một cái cũng xông không ra huống chi lúc này quân minh đồng dạng đại lượng sử dụng hỏa khí, tuy rằng hỏa môn thương xác thực đánh không nổi hắn áo chống đạn, nhưng là... Nhưng người ta có đại bác mà. Cho dù đại pháo đầu thời mình có nguyên thủy, cũng có thể tạo ra hồng vũ thiết pháo. Đường kính 21cm. Đừng nói vẫn là hỏa dược phóng ra đạn pháo, chính là ném cái 21cm đường kính thạch cầu nện trên người hắn, cũng đủ đem hắn đập chết. Vậy làm sao bây giờ, nếu ta bị phụ thân bắt được, không đánh chết không được. Tiểu công chúa lo lắng nói. Câm miệng. Dương Phong quát. Hắn ngay sau đó chạy về phía cách đó không xa giếng nước, không chút do dự chui vào, mở ra hai chân hai tay chống đỡ, sau đó không ngừng xuống phía dưới, rất nhanh đến dưới cùng, mà lúc này bên ngoài hỗn loạn tiếng la vang lên, ngay sau đó là áo giáp ma sát cùng chạy động cước bộ, Dương Phong cổng tiểu công chúa tiếp tục xuống phía dưới, vào giếng nước cũng không dừng lại, mãi cho đến nước giếng không qua cổ của bọn họ nhìn xuống giếng phía trên có một thanh âm vang lên dương phong đưa tay cào bùn trên vách giếng trực tiếp bôi lên mặt tiểu công chúa người sau trừng to mắt nhìn hắn nhưng cũng không dám lên tiếng dương phong tự mình kéo mặt nạ bảo hộ lên ngay lúc đó phía trên có một cây đuốc xuất hiện trong ánh sáng của cây đuốc là một khuôn mặt người nọ tiện tay ném cây đuốc xuống mượn ánh sáng trước khi cây đuốc tắt quan sát dưới giếng nhưng Dương Phong chỉ có đầu ở bên ngoài, hơn nữa mang theo mặt nạ bảo hộ, đỉnh đầu là mũ bảo hiểm ngụy trang, tiểu công chúa mặc dù bởi vì hai bên ba lô còn chưa xả khí, cho nên lộ ra mặt nước càng nhiều, nhưng nàng liền đầu ở bên ngoài ba lô, ba lô đồng dạng là ngụy trang, trên mặt thì bị bùn đất bôi loạn, binh lính cũng không có ở trong ánh sáng ngắn ngủi nhìn ra gì thường. Bách hộ, không có ai. Hắn nói. Đi, tiếp tục lục soát. Bách hộ nói. Hai người dưới nước thở dài một hơi. Sau đó bọn họ cứ như vậy ở dưới nước lặng lặng nghe cho đến khi thanh âm của những binh sĩ kia biến mất. Nhưng Dương Phong vẫn không dám đi lên mà là di chuyển lên trên, cứ như vậy kiên trì hơn 10 phút mới cẩn thận bò ra. Lúc này đã là 2 giờ sáng. Hai người kiệt sức nằm trên mặt đất. "Ngươi tội gì phải như vậy?" Dương Phong nói. "Ngươi ở một chỗ nhốt mười mấy năm, có cơ hội chẳng lẽ không muốn chạy sao?" tiểu công chúa nói mẹ ngươi đâu dương phong hỏi tôi còn rất nhỏ đã không còn tiểu công chúa nói dương phong rất đồng tình gật đầu cũng đích xác một hoàng nữ còn rất nhỏ đã không có mẹ đẻ hơn nữa còn gặp phải một người cha nghiêm khắc như lão chu ở phương diện giáo dục con cái phỏng chừng cũng thờ phụng côn bổng làm chủ hơn nữa tư tưởng truyền thống nghiêm trọng tuy rằng xuất thân tám đời bần nông nhưng ở phương diện yêu cầu con cái vẫn dựa vào lý học kia ý đồ để cho đời sau có thể triệt để dung nhập sĩ phu điểm này từ hắn nhớ thương chu lệ là có thể thấy được ở hoàn cảnh như vậy nhốt mười mấy năm thật sự kém không nhiều lắm cũng nên phản nghịch đi chúng ta thay quần áo trước nếu không như vậy không có cách nào ra ngoài hắn xoay người đứng lên nói vấn đề này rất quan trọng hắn một thân đi ra ngoài quả thực chính là một con khỉ trong đống bọ hung hắn nhìn bốn phía nơi này hẳn là một vườn hoa nhỏ chung quanh tất cả đều là kiến trúc phía nam là một bức tường cao giống như bức tường hắn đã trèo qua lúc tiến vào mà trước đây hắn chưa từng trèo qua bức tường như vậy nói cách khác sau khi hắn tiến vào kỳ thật cũng không có chạy ra nha môn này nha môn này rất lớn a à? bên ngoài hoàn thành phía đông từ bắc đến cái thứ nhất nha môn là địa phương nào hắn hỏi hàng lâm viện đi số lần ta xuất cung cộng lại cũng không có mấy lần, hơn nữa đều là ngự đạo đi thiên bộ hành lang bên kia ra hồng vũ môn, đều là được thân quân vệ che chở, lại không thể tùy tiện chơi đùa khắp nơi, những cung nữ kia ngược lại đã nói, nhớ không lầm chính là hàng lâm viện. Tiểu công chúa nói. Trong lúc nói chuyện nàng cũng tò mò quan sát bốn phía. Hết chương này. Chương 7 Hàng lâm lão gia quả nhiên phong lưu phóng khoáng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 8 Gần vui như gần cọp, chạy trốn mang lên ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 9 Không bỏ được hài tử không bắt được lan. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Hồng Vũ 25 năm mắt thấy chi trách hiện trạng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Hồng Vũ 25 năm chứng kiến chi quái hiện trạng hậu trạch Trung Sơn Vương Phủ. Chu cao sĩ bộ dạng rất vui mừng nhìn thoáng qua Dương Phong, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng cô của hắn. Thập tứ cô là trưởng bối cao sĩ, tự tiện rời cung tuy nói không đúng, cuối cùng không phải tiểu bối chúng ta có thể lắm miền, nhưng việc này cao sĩ cũng tất nhiên thượng tấu xin thập tứ cô tạm ở lại nơi này. Hắn bày ra một bộ dáng thiếu niên lão thành nói. Ngươi! Cô cậu biến sắc, lập tức túng lấy cậu. Hoàng thập tứ nữ, đây là chức trách của hoàng tôn, ngài tạm thời chờ ý chỉ của bệ hạ. Trương Hiển Tông vội vàng ngăn nàng lại, đồng thời nháy mắt với Dương Phong. Dương Phong giống như không nhìn thấy, ở đó thưởng thức hoa viên nhà Từ Đạt. Bất quá lúc này Từ Đạt đã chết nhiều năm, Chân chính ở nơi này chính là con trai hắn Ngụy Quốc công tử Huy tổ, tòa vương phủ này quy mô rất lớn, nhưng muốn nói xa hoa cỡ nào thì không đến mức đó, ít nhất so với những vương phủ bảo lưu đến hiện đại kia rõ ràng đơn sơ hơn rất nhiều, chủ yếu là trình độ rường cột chạm trổ kém hơn nhiều. Dương Tráng sĩ. Trương Hiển Tông vội vàng nói: "À, ở chỗ này chờ đi." Dương Phong khuyên bảo qua loa, sau đó thành công hấp dẫn hỏa lực. Chu Cao Sĩ thừa dịp mục tiêu bảo táp của cô hắn chuyển hướng Dương Phong, nhanh chóng dậy thoát sau đó đi ra ngoài, ngay sau đó đám thị vệ kia cũng đều rời đi. Trong nháy mắt nơi này chỉ còn lại ba người bọn họ. Đi thôi. Dương Phong vác túi lớn lên, trong ánh mắt mơ hồ của tiểu công chúa đi ra ngoài. Hoàng thập tứ nữ, hoàng tôn dĩ nhiên an bài tốt, chúng ta đi cửa sau ra ngoài, bên ngoài có người chờ, sau khi ra khỏi thành sẽ hộ tống chúng ta bắt thượng, Hoàng Tôn đối với Hoàng Thập Tứ nữ cũng là một phen hiếu tâm, dù sao nếu hồi cung, ngài cũng tránh không được phải chịu trách phạt, nhưng Hoàng Tôn cũng không dám lừa gạt Bệ hạ, vì vậy chỉ có thể an bài như vậy. Chúng ta trước bắt thượng, đến Liêu Vương nơi đó tránh né vài ngày, chờ Bệ hạ hết giận, chung quy sủng ái Hoàng Thập Tứ nữ, khi đó ngài tự nhiên cũng có thể phụng chiếu hồi cung. Trương Hiển Tông vội vàng giải thích cho tiểu công chúa. Hừ. Tiểu công chúa hài lòng hừ một tiếng sau đó nàng đi theo Dương Phong ra ngoài, Trương Hiển Tông rõ ràng đã tới nơi này, ở phía sau chỉ thị phương hướng cho bọn họ, ba người cứ như vậy đi vào sâu trong hoa viên. Nơi này làm sao không có mấy người a? À? tốt xấu gì cũng là vương phủ, chẳng lẽ không phải nên nô tỳ thành đàn. Dương Phong nhìn hoa viên ngay cả bóng người cũng không có nói. Dương Tráng Sĩ nói đùa, lấy bệ hạ chế độ, tam công gia nô không được quá hai mươi, trừ phi có thêm ngự ban, bằng không đều không được vượt chế độ, Ngụy Quốc Công là nhất phẩm đô đốc, gia nô chỉ có 12 người mà thôi, cho dù trong phủ còn có chút thuê người hầu, cũng không đến mức thành đàn, có ngự ban chi thân binh 120 người, chính là thuộc về quân hộ, hôm nay đều theo Ngụy Quốc Công ở thiểm Tây Luyện Binh. Trương Hiển Tông nói, cho nên đường đường Quốc Công chỉ có 12 gia nô. Dương Phong ngạc nhiên nói, Trương Hiển Tông gật đầu, không đúng, hắn là đời thứ hai, cha hắn không có lưu lại chút nào. Dương Phong hỏi. Gia Nô Trung Sơn Vũ Ninh Vương là Gia Nô bản thân, không phải Gia Nô Ngụy Quốc Công. Sau khi Trung Sơn Vũ Ninh Vương qua đời thì phải nộp danh tịch, do triều đình hoàng tịch vì dân. Trương Hiển Tông nói. Cho nên Gia Nô này còn không thể thừa kế. Dương Phong ngoại ý muốn nói. Nói chuyện đồng thời ngón tay hắn ông trong ngực bóp cò. Phanh. Tiếng súng chật vang lên. Viên đạn chính giữa phiến đá dưới chân Trương Hiển Tông, đá vụn bắn tung tóe trúng trương hàng lâm sợ hãi kêu lên một tiếng sau đó toàn bộ người ẩn nấp xung quanh nhảy ra có người cầm nỏ có người cầm liềm còn có người cầm lưới đánh cá từng người vẫn duy trì tư thái tập kích có chút xấu hổ nhìn bọn họ phía sau những người này là chu cao hy mang theo cây gậy lớn còn có một nam tử chừng hai mươi mặc áo giáp trong tay mang theo đao ta đã nói rồi đường đường vương phủ không thể vắng vẻ như vậy dương phong vừa cười vừa nói bắt lấy yêu nhân này chu cao hy vung đại bổng lên hô tự ưng tự ngươi dám vô lễ tiểu công chúa cả giận nói người mặc áo giáp sửng sốt một chút nghi hoặc nhìn nàng hoàng hoàng thập tứ nữ môi hắn run rẩy nói nhị cửu yêu nhân này uy hiếp thập tứ cô chúng ta bắt hắn là được chu cao hy hô từ từ công tử ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tò mò Đêm qua trong cung xảy ra chuyện gì, hoàng thập tứ nữ lại vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn có hoàng đế bệ hạ vì sao phong tỏa tin tức. Ngươi cũng là người trưởng thành, loại tiểu hài tử này không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu chuyện. Chuyện hoàng đế bệ hạ phong tỏa tin tức lại bị ngươi biết, ta cảm thấy nếu như ta có cháu trai như vậy, hiện tại thật hận không thể quay đầu lại cho hắn một bạc tai, gặp qua con trai lừa gạt, hôm nay ta lại thấy cháu trai lừa gạt cửu cửu. Dương Phong ở nơi đó cười đến rất vui vẻ nói. Trên mặt tự ưng tự toát mồ hôi lạnh, đứng ở nơi đó sách đau, giống như choáng ván. Trương Hiển Tông vốn là vẻ mặt khóc không ra nước mắt, lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó hướng tiểu công chú ý bảo một chút. Ngay sau đó vẻ mặt hắn kiên quyết đi về phía những đau thương kia. Dương Phong thản nhiên đi theo, tiểu công chúa tuy rằng tương đối mờ mịt, nhưng vẫn nhanh chóng túng quần áo hắn, bọn họ cứ như vậy trực tiếp đi vào vòng vây những gia nô từ gia nhìn từ tùy tự, người sau lại đờ đẫn đứng ở nơi đó, run rẩy cầm dao trong tay đều run rẩy. Chu Cao Hy còn đang thúc giục, nhưng nơi này là từ gia, từ thủ tự không hạ lệnh, những gia nô kia sẽ không động, ba người Dương Phong cứ như vậy đi tới trước mặt từ thủ tự, Dương Phong đột nhiên dừng lại, sau đó hắn đưa tay chọc chọc cánh tay từ thủ tự. Đau của người sau trong nháy mắt rơi xuống đất. Ha ha! Dương Phong nở nụ cười. Sau đó hắn cứ cười như vậy rời đi. Vì sao hắn không quay đầu lại tác chu cao hi một bạc tai? Ở cửa sau, Dương Phong hỏi Trương Hiển Tông. Cái này, từ chỉ huy tuy là con thứ của Trung Sơn Vũ Ninh Vương, nhưng là thứ xuất. Trương Hiển Tông vội vàng trả lời. À, ở từ gia không có địa vị gì là được, khó trách dễ dàng bị chu cao hi dỗ như vậy. Dương Phong nói. Sau đó bọn họ mới ra khỏi từ gia bên ngoài là lão bộc và con lừa của trương hiển tông nhưng mặt khác còn có sáu thị vệ đi theo chu cao Xí lúc trước chẳng qua đều thay quần áo hơn nữa cũng không cưỡi ngựa cho nên phục kích dương phong cũng không phải là mệnh lệnh của chu cao Xí, mà là chu cao hy tứ chi phát triển đầu óc đơn giản làm về phần từ tùy tự thì thuần túy chính là bị chu cao hy hãm hại hắn cũng không biết tình hình thực tế chỉ là làm thứ tử cần ở trước mặt cháu trai đích xuất như chu cao hy biểu hiện nhiệt tình một chút lại không nghĩ tới bị cuốn vào bí mật cung đình lập tức trợn tròng mắt trương hiển tông lập tức lên một con ngựa tiểu công chúa lại lên con lừa nhỏ của hắn nàng còn là thư đồng chủ nhân cưỡi lừa nàng cưỡi ngựa rõ ràng là không đúng nhưng chủ nhân cưỡi thư đồng cưỡi lừa thì rất hợp lý một cái hàng lâm mang theo thư đồng mang theo lão bộc mang theo sáu cái hộ vệ một cái bối phu cái này rất hợp lý tổ hợp thẳng đến tụ bảo môn bên cạnh trung sơn vương phủ chính là đường cái nối thẳng tới cửa thành này chuyển tới đường cái về sau dương phong lập tức liền thấy được cuối cùng chỗ tòa kia nguyên nga tòa thành lúc trước ta nổ súng như thế nào giống như không ai để ý dương phong nhìn xa xa tụ bảo môn thành lâu lại nhìn chung quanh một mảnh tường hòa không khí ít nhiều có chút kỳ quái hỏi sau một khắc oanh phía sau hắn xa xa truyền đến tiếng nổ trên đường phố người đi đường thấy quen không sợ hãi quay đầu hướng đông bắc phương hướng, nhìn nơi đó đang bốc lên khói đen, sau đó tiếp tục nên làm gì làm gì. Hỏa dược cục ở Hoài Thanh Kiều Bắc, hàng ngày thí chế hỏa dược ngoài ý muốn nổ tung cũng là tầm thường, trong thành càng là quân doanh trải rộng, huấn luyện phóng hỏa khí cơ hồ mỗi ngày đều có. Trương Hiển Tông mỉm cười nói. Cho nên Dương Phong nổ máy phát súng kia, ở thành phố này thật không có ai để ý sau đó cưỡi lựa tiểu công chúa từ phía sau từ phủ phố đi ra, ngay sau đó phát ra vui vẻ tiếng la, tự như chuẩn bị phá nhà nhị cấp từ hai người bọn họ trung gian chạy tới, xông về phía trước một mảnh hoa đoàn gấm búi, cái này đường cái rất rõ ràng là chợ hoa, không chỉ hai bên cửa hàng tất cả đều là chế tác các loại hoa giả, hơn nữa còn có chuyên môn gánh vác trọng trách, ở bên đường bán hoa tươi, một ít cửa hàng còn bày ở bồn hoa hoa tươi. Cả con phố Dương Phong không có hứng thú quản nàng, dù sao nàng cũng không có tiền. Hắn tò mò nhìn bên đường, nơi đó một cái kỳ quái tổ hợp đang đi qua, hai cái trẻ tuổi trên đầu mang màu xanh lá cây khăn trùm đầu, trên lưng buộc lục đai lưng, trên chân mang giày da. Giày da có lông. Hơn nữa rất rõ ràng còn là loại da da súc thường thấy nhất. Cho nên nhìn giống như mọc hai móng guốc. Mà trên vai bọn họ lại nâng một tấm ván gỗ, phía trên có một lão giả ống yếu nằm úp sấp bên cạnh còn có hai người ăn mặc giống nhau đỡ miễn cho hắn từ phía trên rơi xuống dù sao cũng chỉ là một khúc gỗ rộng hơn đòn gánh một chút có hạn mà thôi lại nói ngồi ở phía trên này rõ ràng cần một chút kỹ thuật bất quá có thể thấy được năm người này cũng không phải người hán hẳn là xem như người sắc mục lúc này là đầu thời minh người sắc mục thời nguyên hẳn là còn có đại lượng lưu lại trên thực tế hai bên cửa hàng thì có không ít Người không phải nói thứ dân không cho phép mang giày cho dù mùa đông cũng chỉ có thể ở chân trên cổ quấn da đâm sao dương phong nói sắc mục chi tiện tịch chỉ cho mang loại giày da có lông này trương hiển tông nói cái cây này thì sao biển trượng bọn họ bệnh cũ không thể đi lại ra ngoài cũng chỉ có thể cưỡi biển trượng không được cưỡi ngựa cưỡi lừa cũng không được ngồi xe quá nghiêm khắc không thể đối xử với người ta như vậy dương phong cảm khái ngay khi bọn họ nói chuyện một đám người rõ ràng rất nhàm chán đi về phía những sắc mục kia bọn họ từng người tươi cười sung sướng cố ý đi dựa vào tường một bên những sắc mắt kia nhanh chóng dừng lại đứng ở nơi đó dùng nụ cười lấy lòng nhìn bọn họ khúng núng hành lễ những người này ngang nhiên đi qua nhưng ngay trong nháy mắt đi qua một người trong đó đột nhiên đẩy đồng bạn một cái người sau rất khoa trương đụng vào biển trượng sắc mắt nâng dẹp trượng sợ tới mức nhanh chóng tránh né nhưng bản năng đi về giữa đường lão giả phía trên sợ tới mức lập tức tinh thần lên, lớn tiếng kêu bọn họ đừng đi ở giữa, nhưng cuối cùng vẫn bị ép tới giữa đường. Đám người rảnh rỗi kia lập tức không đi nữa, từng người sáng tay áo tiến lên. Đây, đây là khi dễ người phải không? Dương Phong nói. Con mắt tội nghiệp ngã xuống đường, sau đó bị đánh đập cùng với việc nâng nó lên. Đích thật là khi dễ người, nhưng bệ hạ chế độ, sắc mục tiện tịch không được bước đi bên trong, dám bước đi bên trong người, người bên ngoài đánh chết chớ luận, vì vậy khi dễ cũng là phù hợp pháp luật. Nhưng đại minh ta lễ nghi chi ban, như thế. Trương Hiển Tông cảm khái, sau đó nhìn ánh mắt chờ mong của Dương Phong. Đương nhiên, bệ hạ cũng là vì minh hoa di chi phân, quý tiện chi biệt, ta đại minh lễ nghi chi ban, chính là lấy lễ giáo hóa thiên hạ, hoa di chi phân, quý tiện chi biệt, gia lễ giả. Hắn nghiêm nghị nói. Cảm tạ thư hữu yêu hoa 0527 A hợp mã, một con quạ đen màu trắng, ta là nhà ngươi sát vách vương đại ca, ngư tiều nhân, bắt cúp 59, tân lạc ngư 123, Bắc thần châu thổ, OUCP 12138, Scott Mập Mạp, xin ghi ăn 01, tấn an minh nguyệt, hàng nguyên đại hiệp, 32111111111 đám người khen thưởng, hết chương này.